Đây các bạn này, mực này. À, mực đây, mực nhiêu tiền ký anh nhỉ? 110. Bên đây 110, bên đây 113. Cái này là 110. Dù khi có trứng. Sapa các bạn ơi, chợ đầu mối Bình Điền các bạn ơi, Sapa nha. Sapa tươi nguyên, giá rẻ 35.000 ký các bạn. Trong này cá rẻ chứ người ta. Thanh niên đẹp trai này nhiêu tiền ký nhỉ? 20.000 ký. Ôi trời, cá này, các bạn là cá cơm này. 20.000 ký nha các bạn nha. Cái này về mà có tiêu thì ngon lắm các bạn. Xin chào tất cả cô bác anh chị và các bạn. Rất vui khi lại được gặp cô bác anh chị và các bạn. Lần đầu video thành xin chúc tất cả cô bác anh chị và các bạn gần xa có một ngày mới gặp nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng các bạn. Buổi sáng hôm nay Thành đang đứng ở khu vực chợ đầu mối Bình Điền, một trong những chợ hải sản khu vực lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Đây các bạn này, thấy đấy, toàn bộ cảnh khu vực chợ đầu mối Bình Điền này, cô bác đang mua bán hàng hóa rất là đông các bạn. Đây là khu vực nhà lồng bán chuyên xỉ lẻ các loại cá, tôm cá, lều sò, ốc hến các bạn. Trong khu vực nhà lồng thì khu vực hải sản này có hai nhà lồng các bạn. Bên nhà lồng bên đây là D2, còn bên tay trái mình là D1 các bạn. Bây giờ Thành dẫn cô bác anh chị và các bạn đi vào bên trong sân cô bác mua bán như thế nào nhá. Mời các bạn cùng Thành vào bên trong nha. Đây các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn xem cảnh cô bác anh chị và các bạn là tiểu thương mua bán ở trong chợ khu chợ đầu mối Bình Điền các bạn nhé. Đây các bạn này, tôm các bạn, tôm siêu to luôn các bạn, siêu ngon nha. Chú cho anh hỏi tôm này giá nhiều nhỉ? 240. Tôm này 210.000 của chú ạ. Còn bên đây thì 180.000 nha cho cô bác nha. Mình gửi chia sẻ tới cô bác anh chị và các bạn trên khắp mọi miền. Mong cô bác anh chị các bạn nếu có đi chợ đầu mối Bình Điền để bạn ghé ra mua ủng hộ cho cái này trong đó. Đấy. Nếu mà có đi chợ thì em mua ủng hộ cho hai chú. chúc hai chú ngày mới mua may bán đắt, tràn đầy năng lượng. 200. Đấy, chợ đầu mối Bình Điền các bạn, chợ đầu mối Bình Điền. Chợ đầu mối Bình Điền là một trong những chợ hải sản lớn nhất khu vực thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Đây các bạn này, cua này các bạn này. Cua cùng chợ đầu mối Bình Điền nha các bạn nhé. Ơi, quá trời cua các bạn. Dao động 150.000 ký các bạn nhé. Cua này dao động 150.000 ký các bạn ạ. Cua toàn cua ngon các bạn. Đấy. 150.000 ký các bạn. Chúc chú ngày mới mua may mắn các bạn ơi. Đây là ếch này các bạn này. Đấy. Quá trời ếch các bạn. Hỏi chú rồi, chú đồng ý rồi mới dám quay để chia sẻ gửi tới cô bác anh chị và các bạn. Nếu cô bác anh chị và các bạn có đi chợ thì ghé mua ủng hộ cho các chú ở đây. Đây chợ đầu mối Bình Điền các bạn, đủ các loại nha các bạn nha. Ui dồi, ếch béo được các bạn này. Chú cho anh hỏi thăm ếch này nhiêu tiền ký chứ nhỉ? 4 năm rồi. Các bạn ơi, đây là giá ếch bự như ếch béo như vậy, 45.000 các bạn. Đấy, 45.000 ký nha các bạn nha. Đấy, ếch bự là 45.000 ký các bạn. Còn bên đây là 42 này các bạn nhỉ. Nhỏ nhỏ sơ một chút xíu thì 42.000 các bạn nha. Ô, nhảy quá trời luôn các bạn. Dạ. Các bạn còn bên đây là 38.000 các bạn nha. 38.000 ký nha các bạn nha. Miên ở đây nhé. Miên người nhé.
Đây mình đang chia sẻ khu vực chợ đầu mối Bình Điền các bạn. Đây là chú chuyên bán ếch nằm ở khu vực chợ đầu mối Bình Điền nha. Nếu các bạn có đi chợ đầu mối Bình Điền thì các bạn ghé thăm mua ủng hộ cho chú. Chúc chú ngày mới mua máy bán đất tràn đầy năng lượng. Dạ, cảm ơn các chú nhiều. Đấy, các bạn toàn cảnh khu vực chợ đầu mối Bình Điền các bạn nhé. Khu vực bán lẻ cá các bạn, đủ các loại nhà cá các bạn, cá lóc, cá rô, quá trời luôn. Em lia tí, rô béo mẫm luôn bạn. Em lia xíu nha bạn. Em lia xí. Rô béo mẫm luôn các bạn ơi. Rô béo mẫm luôn bạn. Anh rô bao nhiêu năm nay, nhiêu tiền ký chưa vậy anh? 40 u giờ rô béo 40.000 các bạn. Siêu rẻ luôn các bạn. Chỉ có chợ đầu mối Bình Điền, chỉ có chợ đầu mối Bình Điền mới có giá siêu rẻ như thế này thôi. U béo mẫm như thế này mà 40.000 ký này các bạn. Đấy. Nếu các bạn có nhu cầu thì mua đi chợ hải sản Bình Điền các bạn. Đấy, người ta mua các cô bác ở trong chợ đầu mối Bình Điền. Hôm nay hải sản một số nó lên giá các bạn. Như tôm trong cái dịp trước thì khoảng độ 130-140 đấy các bạn nhé. Nhưng mà hôm nay cuối vụ tôm rồi cho nên giá nó lên các bạn. Có loại 20 con là lên 20 con một ký thì 201 các bạn. Cá quá trời rồi. Thành chia sẻ gửi tới cô bác anh chị các bạn, cô bác anh chị các bạn đừng tiếc cho Thành xin một like, một lần chia sẻ, một lần đăng ký để tạo động lực cho Thành làm clip mới nha các bạn nha. Quá trời rồi. Chúc gia chủ mua máy bán đắt nha. Anh nia xíu mua này các bạn này. Quá trời cá các bạn, cá chẽm này, cá chép này, những loại đó. Cá chép rẻ lắm, cá chép 60.000 ký các bạn, cá chẽm thì 55.000. Quá trời luôn. Các bạn đây, cá hồng lớn, cá hồng bự 55.000 ký các bạn. Đấy. Quá trời luôn. Đấy, mình đang dẫn các bạn đi vào khu vực bán lẻ các bạn. Còn bên bên trong này là nhà lồng này là khu vực bán sỉ các bạn nhé. Sỉ mà bán với giá thì rất là rẻ nhưng mà với số lượng rất lớn các bạn. Tùy theo thùng 20-30 ký, 50-60 ký tùy loại các bạn. Thành công dẫn các bạn vào trong, dẫn các bạn đi vào trong ra khu vực bán lẻ. Tại vì gia đình nhà mình ăn không hết. Chúng chưa nghe. Ô, 35.000 luôn. 35.000 ký các bạn này. Cho chú lia chú. Ôi giời, rô quá trời, 35.000 ký các bạn nhá. Chợ đầu mối Bình Điền các bạn nha. Rô chạy có 35.000 chạy. 35.000 ký các rô. 35.000. Chạy luôn xe lại. 35.000 ký. 35.000. 35.000 một ký các rô lựa các bạn ơi. Quá trời rô mà rô rẻ rồi. Chợ đầu mối Bình Điền rẻ ghê ra. Rô này bạn, rô béo mẫm. Béo mẫm hơn 35.000 các bạn. Ui. Rô cá thì hơi rẻ rẻ các bạn ạ, nhưng mà có cái tôm thì hơi mắc. Tôm dịp trước thì chỉ có 130-140 thôi ạ. Mấy nay nó vào cuối vụ tôm rồi. Cuối vụ tôm rồi cho nên giá nó có mắc hơn các bạn.
tôm hôm nay tôm lớn 20-25 con một ký thì vào khoảng 200-201 các bạn nhé. Đấy, chợ đầu mối Bình Điền quá trời các bạn. Cá rô dao động từ 3-5 rất cá đấy. Ô, rất cá lớn quá. Nghèo luôn rồi. Với cá với chợ lời được con cá lớn mất con. Lỗ luôn. Với chợ lời được. Với chợ may đây lời được con cá. Rất mất. Đấy, vừa rồi mình cũng đã chia sẻ cho các bạn xem một số lá của một số cá cua hết các bạn. Đấy, quá trời cô bác ca ở đây chợ Bình Điền nó rất lắm cá các bạn. Đấy, cá thu cá nít quá trời luôn các bạn. Ơi quá trời cá luôn. Các bạn này, cá ngừ. Cá ngừ tươi các bạn ơi. Cá ngừ tươi quá trời luôn. Ngừ 45.000 ngừ tươi nha các bạn nhá. Ngừ tươi nguyên các bạn ạ, 45.000 ký các bạn. Ô trời ơi. Chợ đầu mối Bình Điền giá rẻ quá lắm các bạn. Bên đây là cá chim này. Chim trắng này. Đấy. Cá ngừ 45 gọi 45.000 ký nhỉ. Quá trời cá ngừ tươi lắm các bạn. Cá chim tươi nguyên các bạn ơi. Quá trời cá chim. Tôm này giá lên giá các bạn. Đấy, quá trời. Một cái bạn. Đấy. Cá biển các bạn. Nhiều vô kể luôn các bạn. Ơi, chỉ có cá này. Cá tài tượng các bạn. Nhiều lắm rồi. Ui, nó bật. Đủ các loại như vậy. Nay chỉ có cá hải sản, cá biển, cá đồng đấy rẻ, còn riêng tôm thì hơi mắc các bạn nhá. Tôm lên giá các bạn. Thì trước thì có hơn 100, 130 là cái. Có thời kỳ sổ rẻ có 101 cá. Ô cá quá trời rồi. Đấy, Thành chia sẻ gửi tới cô bác anh chị và các bạn, nếu cô bác anh chị các bạn có nhu cầu đi chợ thì xuống khu vực Bình Điền mua cá các bạn, hải sản trên trời dưới cá các bạn. Cá bạt sa, cá ngừ. Đấy, chợ Bình Điền này nhiều cá lắm các bạn, trên trời dưới cá nhỉ, giá siêu rẻ luôn. Để có chợ Bình Điền nữa có giá, để có cá Bình Điền. Có Bình Điền nó cá rẻ như này các bạn. Chợ Bình Điền là rẻ nhất. Tại vì lớn nhất khu vực thành phố Hồ Chí Minh này cho nên là giá rất rẻ các bạn. Rất nhiều. Mình cũng đã chia sẻ trong khu vực chợ đầu mối Hóc Môn, chợ đầu mối Hóc Môn hầu như là chủ yếu là trái cây với rau củ quả các bạn ạ. Còn cá thì không có nhiều bằng chợ đầu mối Bình Điền nha các bạn nhá. Cá đồng, cá biển các bạn, mực này. Tôm cua quá trời các bạn.
người mua bán rất đông. Anh chia sẻ toàn cảnh khu vực chợ đầu mối Bình Điền gửi tới cô bác anh chị và các bạn ở bên đây sang bên kia nữa các bạn, rất đông. Mà hải sản hôm nay có các loại cá thì giá bình thường, nhưng riêng có tôm là mắc hơn các bạn. Cá diêu hồng các bạn, 100.000 ba con các bạn, 100.000 một rổ, 100.000 một rổ các bạn ơi, 100.000 một rổ, 100.000 một rổ nha các bạn nha. 100.000 đúng không? 100.000 một rổ. Đây các bạn ạ, quá trời trong này các bạn. 100.000 rổ ba con 3 ký luôn. 100.000. 100.000 một rổ, 100.000 một rổ. Quá trời các bạn. Cá diêu hồng cứ 100.000 một rổ các bạn. Quá trời các bạn, cá ba sàn, cá ngừ này, cá hồng này, cá mó này. Đấy. Quá trời các bạn. Đầu cá hồi này, cá ba sàn. Các bạn ơi, đây này cá ba sa 40 các bạn ạ. Sa ba 40.000 nha. Đó, cá lục 3 ký 100 các bạn này. Đấy. 3 ký 100 nha. Cá tươi nguyên các bạn. Đấy, sổ luôn. Đấy, sa ba 40. 45.000 ký đầu cá hồi các bạn nhé. Bao cân nha. Rồi anh cảm ơn, chúc cô mua may bán đắt nha. Ừ, tính quá. Rồi các bạn, trên trời dưới hải sản các bạn nha, chỉ có chợ đầu mối Bình Điền, Bình Điền lắm lắm các bạn, hải sản nhiều lắm, mực này, mực lớn mực nhỏ này, cá này. Ốc này. Bạch chuột. Ui, con bạch chuột. Anh ơi, về làm sao? Về làm sao anh nè? Làm bình thường nhiên, làm giống như là mực đó. Ăn giòn lắm. Lạ quá, chú quay, anh quay xíu nha chú nhá. Chú cho anh quay xíu. Rồi chú chia sẻ đấy là muốn ăn bạch tuộc mà nó giòn đó, thì như này phải bỏ vào đá luôn các bạn. Xong về nhà làm thì nó mới giòn. Còn nếu vừa đầu coi chú kia chú bỏ, chú để sống thì thực chất để như này mang về nhà nó không sống, mà về nhà nó dai. Đấy, cho đá và ướp đá luôn nha các bạn. Ướp đá luôn là nó giòn các bạn. Ôi mực bạch tuộc bán xíu là hết, con nào cũng sống nguyên các bạn. Chạy ra kia mua, chạy ra kia mua ít đá bỏ vô. Ôi, con nào cũng sống rồi. Đây các bạn này, khu vực Bình Điền các bạn, ngừa 30, ngừa 30, 35, ngừa 30. Chúc chú mua máy bán đắt nha, anh đi xíu. Các bạn ơi, có ngừ sổ rẻ là 30 các bạn ơi. Có ngừ sổ rẻ 30.000 tươi nguyên các bạn. Đấy, mình quay cận cảnh cho các bạn xem này, tươi nguyên 30.000 ký. Đấy, chợ đầu mối Bình Điền sổ rẻ như cho các bạn, 30.000 ký các người. Đấy các bạn này. Rồi, cảm ơn chú nha, chúc chú mua may bán đắt nha. Đang mày làm cá.
Đây các bạn này. Cá hải sản hôm nay thì rẻ hơn các bạn, nhưng mà có cái mỗi tôm là lên giá nha các bạn. Tôm cuối vụ và tôm cá cuối vụ là lên giá các bạn. Các bạn, ô cá này, cá nhỏ nhỏ này, cá tươi nguyên các bạn, cá này nhỏ nhỏ mà tươi nguyên các bạn nha, đấy, tươi nguyên, không, đấy, tươi nguyên các bạn. Cá Sapa 35.000 các bạn, 35.000 ký. Sapa tươi á. Sapa tươi luôn, 35.000 ký tự chọn các bạn nha. Sapa rẻ này, 35.000 ký các bạn, ui, cá tươi nguyên các bạn nha. Sapa các bạn ơi, chợ đầu mối Bình Điền các bạn ơi, Sapa nha. Sapa tươi nguyên, giá rẻ 35.000 ký các bạn. Hôm nay cá rẻ chứ người ta. Hôm nay cá rẻ mà chỉ có mỗi tôm là mắc các bạn. Tôm thì lên giá mà cá biển thì rẻ này. Sapa tươi nguyên các bạn nha, cận cảnh này tươi nguyên này có 35.000 ký này. Rẻ như cho các bạn. Rẻ như cho. Đấy. Quá rẻ luôn rồi. Quá rẻ mà rẻ như cho luôn các bạn. Các bạn nếu mà các bạn đi chợ thì vào mua ghé ủng hộ cho cô nhá. Liên Mạnh đây. Đây các bạn này. Cửa hàng Mạnh Liên các bạn này. Thấy không? Đây. Thấy chưa? Cá mó nhiều rồi chú. Cá mó 45 anh. Cá mó tươi này toàn cá tươi nguyên các bạn. 45.000 ký cá mó tươi nguyên các bạn nhá. Đấy, mà xa cá rẻ. Đấy, ủng hộ. À, Sapa. Đấy, các bạn đi chợ đi mua ủng hộ cho cô chú. Rất vui tính, hài hòa. Giá rẻ, siêu rẻ luôn. 30.000 cá hôm nay sổ rẻ các bạn. 30.000 ký cá chốt các bạn. Đấy, thanh niên rất vui tính này. Bông nâu 30, ba sa 30, ôi còn cá này cá cơm, các bạn ơi cận cảnh cá cơm nha, ô thanh niên đẹp trai hôm nay cá cơm thì mình nhiêu tiền ký nhỉ, ừ, quá trời các bạn, cá cơm. Thanh niên đẹp trai này nhiêu tiền ký nhỉ? 20.000 ký. Ôi trời, cá này, các bạn là cá cơm này. 20.000 ký nha các bạn nha. Cái này về mà có tiêu thì ngon lắm các bạn. Chợ đầu mối Bình Điền nha. Cá cơm 20.000 ký các bạn. Đấy. Chàng trai rất là vui tính các bạn. Mà hiền lành nên dễ thương lắm. Đấy các bạn là đi chợ thì mua ủng hộ cho bạn nha. 20.000 ký cá cơm. Cá chốt 30.000 bông lau 40.000 luôn. Ôi, bông lau 40.000 luôn. Toàn cảnh chợ đồng mối Bình Điền các bạn nhé. Cá chốt 3 chậu, cá cơm 2 chậu luôn. Đây các bạn này, cá lăng này. Cá lăng chợ đồng mối Bình Điền. Ôi, cá lăng nó sống nguyên các bạn nhé. Cá lăng đó. Cá lăng sống đó. 65.000 ký các bạn. Quá trời luôn các bạn. Đấy, chị mua cá rổ luôn các bạn. Cá lăng sò rẻ các bạn. Mỗi người mua rổ. Cá lăng sò rẻ đi. Mỗi người mua rổ luôn các bạn. Cá lăng 60 65 mỗi người mua rổ luôn.
Ui. Quá xa. Quá trời luôn. Quá trời cá rồi, cá ba xa. Trên trời dưới cá các bạn. Chú mua, cô chú mua máy bán đất nha. Cá tra, ồ cá tra này chú sổ rẻ có 25.000 ký các bạn. Cá tra gì sổ rẻ có 25.000 ký. Cá sổ rẻ các bạn ơi, ôi trời ơi, cá tươi nguyên các bạn ơi, sổ rẻ 30.000 ký các bạn. Sổ rẻ các bạn, 30.000 ký các bạn. Đấy, cá tươi nguyên các bạn này. 30.000 ký các bạn nha. Để có chợ đầu mối Bình Điền nó có cá giá rẻ như này các bạn. Ba chục ngàn ký trải dài từ đây xuống dưới kia các bạn nha. Ba chục ngàn ký mà trải dài từ trên này xuống đến dưới kia các bạn. Con gái của ông Năm Tấn đây. Đấy. Ba chục ngàn ký nữa nha các bạn. Ba chục ngàn ký trải dài từ dưới kia lên trên này. 30.000 ký lựa các bạn. Muốn mua cá nào thì mua nha các bạn nha. Quá trời đi các bạn. Cá tươi như này có 30.000 các bạn. Quá trời đi các bạn. Con gái ông Lâm Tấn lớn nhất khu vực chợ đầu mối Bình Điền đó, một ngày bán 3 tấn 2 tấn 3 tấn các bạn. Đây các bạn này, mực này, cá mực đây, mực nhiêu tiền ký anh nhỉ? 110. Đây 110, bên đây 113. Cái này là 110. Nhiều khi có trứng, không có trứng. À là 110. Đúng rồi. 1 ký. Còn bên đây, đây là mực không trứng mà nó đẹp da, 113. Đẹp da 113.000 các bạn, chênh nhau 3.000 các bạn nha. Đấy, cá mực này. Bao cân nha các bạn nha. Bao ăn bao cân, mực tươi nguyên các bạn. Bao tươi bao cân. Đấy, bác ấy nói đó là bao cân bao tươi. Đấy, nếu các bạn có đi chợ thì ghé mua ủng hộ cho cha con nhà bác ấy. Bao cân bao ngon. Đấy, khách mua cả ký ấy các bạn, cá mực các bạn. Bỏ đá ướp cho đàng hoàng nha. Rất đàng hoàng nha các bạn. Đấy. Bao làm luôn. Từ thứ hai cho tới thứ bảy, còn chủ nhật không có hứa. À. Nhật, không có làm được tại chủ nhật đông lắm. Chủ nhật đông quá không làm được. Với lễ lọc rồi đó. À. Đấy các bạn này. Lễ lọc với chủ nhật mà không bà con có ghé giúp hội thì thông cảm giúp mình, tại vì mấy ngày đó đông quá. Đông quá không làm không kịp. Đúng rồi. Còn ngày thường thì mình làm được, nó rảnh thì mình làm luôn. Ok. Đúng quá, mấy ngày đó đông dữ lắm. À, lẽ là đông. Là bà con này cái nọ rồi nè, thấy không? Đã đông cho ta rồi. Đúng rồi, đấy. Quá trời. Làm đông bịch 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 luôn á. Cho người ta đấy nha bạn nha. Đúng rồi. Đây là 113 nè. Tươi nguyên các bạn. Ờ, tươi bao ngon, 113. Tính như các bạn. Đẹp cực kỳ. Mà bao cân luôn nha các bạn nha. Bao cân bao làm luôn. Còn chủ nhật thì nó đông, ngày lễ là không hứa nha, không làm được nha các bạn nha. Không làm được chứ không phải là không hứa. Ờ, không làm được, nó bận quá, đông quá không làm được. Bận quá. Còn ngày thường thì bác làm cho. Làm tập lễ rồi. Rồi mình chia sẻ gửi tới cô bác anh chị các bạn, nếu cô bác anh chị các bạn nó có đi chợ thì ghé mua ủng hộ cho bác này, rất vui tính, nhiệt tình, hiền lành, hài hòa, dễ thương nha các bạn nha. Bao cân bao làm luôn các bạn. Đắp cá lên để cho nó giữ cái độ lạnh còn vẫn nó tươi, nó ngon. Mực nó tươi nó mới giòn. Đấy các bạn này, cá ngừ tươi nguyên các bạn, sò rẻ 30.000 ký các bạn. Cá ngừ tươi nguyên như này mà sò rẻ 30.000 ký các bạn. 30.000 ký lựa nha các bạn nha. Đấy, chảy dài từ đây xuống dưới kia các bạn.
các bạn muốn mua con nào thì mua, muốn lựa bao nhiêu thì lựa các bạn. 30.000 ký các bạn. Cá ngừ này mà có 30.000 ký giá siêu rẻ các bạn. Dài từ dưới kia các bạn. Xuống dưới đó mà 30.000 ký. Rồi, clip của mình đến mình chia sẻ cho các bạn này. Khu vực hải sản cho nó mối bình viện các bạn. Ba chục ngàn một ký trải dài từ dưới này lên đến trên kia các bạn nha. 30.000 ký các bạn. Các bạn muốn mua con nào thì muốn lựa con nào lựa. Ô. 30.000 ký các bạn. Còn clip của mình đến đây cũng tương đối dài rồi, có lẽ mình xin phép được dừng video tại đây. Chúc tất cả cô bác anh chị và các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng, gặp nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn trong clip sau.